Xin chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Hôm nay ngày vía thần tài thì mình có đi qua đường Tân Kỳ, Tân Quý này, mình quay cá lóc nướng đó, giới thiệu đến là cô chú anh chị và các bạn. Ai có đi mua cá về cúng thì mình ghé đây mua nhé. Đây là địa chỉ ở tại số là 44 Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú nhé. Đây là quán cá lóc nướng là rất nổi tiếng ở khu vực này các nhà. Bây giờ khách đi mua rất đông này, xếp hàng đợi dài. Thấy giờ đây mấy con cá nướng là đứng đây là thơm phức luôn đó cả nhà. Cá này mình bán bao nhiêu tiền một con anh? 170, 180, con lớn thì 200 à. À, cá nhỏ là 170, 180, còn cá lớn là 200 á. Cái con cá nào cũng to cả nhà, nhìn thấy hấp dẫn à. Đây ở trong này, trong nhà nguyên là quá trời cá này. Đây là tiền nè, lấy tiền nè, lấy tiền giùm đi, 200. Ở đây mình quay ở trong cái không gian trong nhà này, thấy cá bây giờ để trong này quá trời này, chắc cái này là nướng từ đêm hôm qua đấy cả nhà. Thấy quá trời cá luôn này. Bên này xếp của từng lớp này, rất nhiều cá luôn đó. Không gian ở đây là thoáng và sạch sẽ này, để bảo quản vệ sinh an toàn này. Nhà rất rộng này. Cứ hết là mình mang ra từng bàn đấy anh. Mấy con cá này mình đã nướng chín hết chưa anh? Chín hết rồi, chỉ là hâm sơ lại là giao cho khách. Dạ. À là mình chín hết rồi ra mình nướng cho nóng lại thôi ạ. Dạ. Như một ngày này mình bán chắc khoảng bao nhiêu tấn cá nhỉ? Không biết không? Nhưng nếu mà tính con mình biết đâu. Con là 3.000 mấy, 4.000 con á. Dạ. Con 2, 3. Dạ. 4 tấn mấy, 5 tấn. Dạ. 4 tấn mấy, 5 tấn thôi cả nhà. Thấy là khách đông quá mà. Dạ. Đây kẹt xe cả con đường, kẹt kín luôn đó cả nhà. Này là hàng triệu người dân Sài Gòn đổ xô đi mua cá lóc nướng về cúng ngày vía thần tài. Đây một năm chỉ có một lần cả nhà. Đấy, ở đây rất đông khách, tiệm đây nổi tiếng ở khu vực này. Một con 200. Cái mẻ này là con hai đầu hai con của anh nha. Không, dần này 200 rồi, dần nhỏ mình kia là thì nướng xong là đập đập cho cái vảy nó bung ra. Đứng đây là thấy là rất thơm mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con nào mình phải đập vậy à anh? Mình đập vậy để cho nó bung cái vảy hay cái... Cái da này mình ăn được. Dạ. Đập xong một xiên cái dao một phát ra xong cho lên nướng rồi cả nhà. Đập nữa cả nhà cho nó cái vảy nó bung hết ra. Nướng khoảng bao nhiêu phút là chín rồi anh nhỉ? Này 35 phút rồi. Dạ. Là mình có ướp gia vị gì không anh? À, không. Cái này kiểu là cá tươi sống dưới nước chấm ngon. Dạ. Ướp thì hành mắc ngon. Dạ. Cá đi anh ơi. Cá em. Lớn nhỏ mấy giờ anh? Lớn thì con. Lớn 2 chân. Nhỏ 58 à? Đúng rồi. Nhỏ 58. Lớn 200. Có mà, lớn tới 200. Ở đây anh bán nướng không kịp em. Bao giá em luôn, em mua ở đâu thì mua đây nó ngon thật, chắc chắn ngon một tí. Hiện anh ta đây, em nói chắc anh mua nè. Đây lớn nhỏ đây. Nói rồi, ba con hai cá đi em.
đây 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 trăm bảy ha, cái nhỏ nhất là 170. Đây chắc cả chục người đứng nướng cá nữa cả nhà. Thế là rất đông nguyên một tiệm. Đây ở bên đây cũng có thêm mấy tiệm nữa này cả nhà. Kế bên hôm nay rất nhiều người đến đây quay phim nữa cả nhà. Con đường này nổi tiếng về cá lóc nướng rồi, ai cũng đến đây mua hết rồi. Cái lóc nướng á, một em có trăm không phải trăm.
em một con mang về. Con 200 bao nhiêu anh? Hả? Con 200 hay là? Con 200. À, cũng mua một con về mình cúng ngày vía thần tài cho mình nhá. Đấy, nướng không kịp bán này cả nhà. Vô bao nhiêu hết bấy nhiêu. Đó, sau đây mình cũng xin kết thúc video quay giới thiệu đến cô chú anh chị bạn, đó là quán cá lóc nướng mía này, rất là đông khách. Cô chú anh chị bạn ai có đi mua về cúng hay mua về ăn thì mình ghé đây mua nhé. Đây mình hôm nay đi mua về cúng ở phía hiện tại. Cá lóc là rất nổi tiếng ở khu vực này. Cảm ơn cô chú anh chị bạn rất nhiều nhé.